Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF mới đây cho biết họ đã tấn công vào cơ sở tình báo của Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban trong loạt không kích mới nhất vào Liban. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố rằng các máy bay phản lực của Israel đã tấn công trụ sở tình báo của nhóm vũ trang thân Palestine cũng như các trung tâm chỉ huy và các địa điểm cơ sở hạ tầng khủng bố bổ sung. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết thêm, các cuộc tấn công cũng nhắm vào các địa điểm của Hezbollah ở miền nam Liban và khu vực Beka, phá hủy một kho vũ khí và một trung tâm chỉ huy. Trong một tuyên bố riêng, quân đội Israel cho biết họ đang tiếp tục các hoạt động xuyên biên giới chống lại Hezbollah và thực hiện các cuộc tấn công vào khu vực Jabalia của Gaza. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào ngày Chủ nhật và 17 người khác bị thương. Tại dải Gaza, máy bay Israel thả bom xuống bệnh viện Al-Aqsa ở Deir al-Bala. Theo lực lượng phòng vệ Israel, Hamas đã sử dụng tòa nhà bệnh viện làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Trong khi đó, Hezbollah tiếp tục bắn tên lửa vào miền bắc Israel, với các quả đạn được phát hiện trên bầu trời Haifa và khu vực Thượng Galilee trong ngày 5 tháng 10. Các đoạn video từ Haifa cho thấy một hố tên lửa và nhiều mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Truyền thông Israel đưa tin ít nhất 10 người đã bị thương do các cuộc tấn công của Hezbollah trong đêm. Theo tờ Jerusalem Post, ít nhất 8 người đã được sơ tán đến cơ sở chăm sóc sức khỏe Ramadan của Haifa để điều trị sau cuộc tấn công. Cuộc chiến tranh với Hamas ở dải Gaza từ năm ngoái nay đã lan sang lãnh thổ Israel, khiến ngày càng nhiều người dân nước này lo sợ, chọn cách rời bỏ đất nước. Đây là một điều hiếm thấy ở Israel. Tổ chức phong trào kháng chiến Hồi giáo Palestine tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái và Israel ngay lập tức phản công ở Gaza, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trên khu vực. Đã một năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra, đã có thêm nhiều xung đột bùng phát trong khu vực. Gần đây, Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và liên tục tấn công vào Liban, dẫn đến cuộc oanh kích đáp trả dữ dội bằng tên lửa đạn đạo vào khu vực trung tâm của Israel. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, gần 1/4 số người Israel đang cân nhắc việc rời bỏ quê hương và di cư ra nước ngoài do chiến tranh xảy ra liên miên. Theo thời báo Israel, cuộc thăm dò mới nhất do Kantar Insight và đài truyền hình Công Khan thực hiện cho thấy, gần 25% người Israel đã cân nhắc việc rời khỏi đất nước trong năm qua, kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas. Các cuộc thăm dò cũng được tiến hành đối với những người Israel trưởng thành. Kết quả cho thấy 23% số người được hỏi cho biết họ đã cân nhắc việc tạm thời rời khỏi Israel hoặc rời khỏi nước này vĩnh viễn, nhưng hiện chưa hành động. 67% số người được hỏi cho biết họ chưa bao giờ có ý định rời đi và 9% số người được hỏi chưa trả lời hoặc không có ý kiến. Kết quả khảo sát cho thấy, 36% trong số những người ủng hộ phe đối lập đang cân nhắc việc rời khỏi Israel, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 14% ở những người ủng hộ liên minh cầm quyền. Ngoài ra, trong số người được hỏi bày tỏ ý định di cư, 24% đã tìm hiểu về nơi họ sống khi ra nước ngoài, 21% người dân tìm hiểu các cơ hội việc làm ở nước ngoài, 15% đã thử hoặc đã lấy được hộ chiếu hoặc thị thực nước ngoài, và 5% đã tìm hiểu về các nguồn lực giáo dục cho con cái họ. Đài truyền hình công cộng Khan không công bố chính xác số người được thăm dò cũng như tỷ lệ dung sai của cuộc khảo sát và chi tiết về dữ liệu khảo sát cũng chưa rõ ràng. Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát này cũng cho thấy một điều. Với việc xung đột giữa Israel và các bên tiếp diễn liên miên, bộ phận người dân Israel lo lắng và bất an về tương lai đang gia tăng rõ rệt. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thừa nhận các đơn vị phòng không nước này đã để lọt 5 quả tên lửa rơi xuống thành phố Haifa đêm 6 tháng 10. Thời báo Israel dẫn lời thông cáo từ IDF viết rằng một số biện pháp đánh chặn các quả tên lửa được phóng đi từ Liban đã được thực hiện. Tuy nhiên, các vụ nổ gây ra bởi tên lửa ở thành phố cảng Haifa vẫn được ghi nhận. Chúng tôi đang điều tra vụ việc, một phần thông cáo viết. Các đoạn video được phóng viên Emmanuel Fabian của thời báo Israel ghi lại ở hiện trường cho thấy, lực lượng cảnh sát thành phố Haifa đã có mặt xung quanh miệng hố lớn được tạo ra bởi tên lửa. Xung quanh nơi quả tên lửa rơi xuống có một số tòa nhà chung cư cao tầng. Trang Al Jazeera dẫn thống kê sơ bộ từ giới chức Israel cho biết, vụ tấn công tên lửa hôm 6 tháng 10 nhằm vào thành phố cảng Haifa đã khiến cho ít nhất 10 người bị thương. Theo thông tin từ nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban, loại vũ khí được họ sử dụng để tấn công thành phố cảng Haifa của Israel lần này là tên lửa Fadi 1, có tầm bắn khoảng 80 km. Trang tin Al-Arabiya hôm 6 tháng 10 dẫn lời quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Iran nói rằng một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, chuẩn tướng Esmail Kahani,
đã bị mất liên lạc từ sau vụ không kích do Israel thực hiện nhằm vào thủ đô Beirut, Liban. Chuẩn tướng Kahani hoạt động ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm 3 tháng 10, sau khi xảy ra vụ không kích của Israel nhằm vào thành viên cấp cao Hezbollah, Hashem Safieddine. Tướng Kahani không gặp ông Safieddine ở thời điểm đó. Tuy nhiên, chúng tôi và nhóm Hezbollah từ thời điểm đó không thể liên lạc được với ông Kahani, một quan chức an ninh Iran cho hay. Cũng theo trang tin tức trên, chuẩn tướng Essayen Kahani được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm từ đầu năm 2020 sau khi tướng Qasem Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích ở Baghdad, Iraq trước đó cùng năm. Hồi đầu tuần, nhiều xe tăng, xe bọc thép chở quân của Israel đã tập trung tại một cánh đồng ở phía bắc nước này, chỉ cách biên giới Liban khoảng vài km. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tất cả đều biến mất. Bằng chứng về sự hiện diện của các phương tiện này là vài thùng đạn giống và xích xe tăng trên mặt đất. Theo Sky News, hiện chưa rõ các xe tăng đi đâu. Song với việc hàng trăm quả rocket của Hezbollah bắn vào khu vực này trong những ngày qua, thì chuyện ở lại một địa điểm trong thời gian dài là không an toàn, bất kể phương tiện này có di chuyển tới Nam Liban hay không. Phóng viên Sky News cho biết rằng họ đã lái xe đến gần hơn biên giới, từ đó họ có thể nhìn thấy nhà của người Liban và Israel ở hai bên đồi núi. Những cộng đồng được kết hợp bởi địa lý nhưng lại bị chia cắt bởi xung đột. Dù đứng cách biên giới Israel và Liban, các nhà báo vẫn có thể nghe thấy tiếng súng nổ từ xa khi quân đội Israel giao tranh với nhóm Hezbollah ở bên trong Liban. Ngoài tiếng nổ của đạn pháo, còn có tiếng vo ve của máy bay không người lái trên cao. Hezbollah với hàng chục nghìn chiến binh và tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel, là lực lượng phi nhà nước hùng mạnh nhất thế giới. Nhóm vũ trang đã được Iran hậu thuẫn này bắt đầu nã đạn vào miền Bắc Israel một ngày sau khi Hamas mở cuộc đột kích bất ngờ vào phía Nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Kể từ thời điểm đó, khoảng 60.000 người Israel đã rời bỏ làng mạc, thành phố và các cộng đồng sát biên giới. Hiện nay, Israel coi việc đưa tất cả các người dân di rời được trở về nhà là mục tiêu chính của chiến dịch mở rộng chống Hezbollah, vốn bắt đầu vào tháng trước và đã mở rộng thành một cuộc tấn công trên bộ vài ngày trước. Hồi đầu tuần, nhiều xe tăng, xe bọc thép chở quân của Israel đã tập trung tại một cánh đồng ở phía bắc nước này, chỉ cách biên giới với Liban vài km. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tất cả đều biến mất. Bằng chứng về sự hiện diện của các phương tiện này là vài thùng đạn rỗng và xích xe tăng trên mặt đất. Theo Sky News, hiện chưa rõ các xe tăng trên đi đâu, song với việc hàng trăm quả rocket của Hezbollah bắn vào khu vực này trong những ngày qua, thì chuyện ở lại một địa điểm trong thời gian dài là không an toàn, bất kể các phương tiện này có di chuyển tới Nam Liban hay không. Các phóng viên của Sky News cho biết họ đã lái xe đến gần biên giới hơn, từ đó họ có thể nhìn thấy nhà của người Liban và Israel ở hai bên đồi núi. Những cộng đồng được kết hợp bởi địa lý nhưng lại bị cuộc xung đột chia cắt. Dù đứng cách biên giới Israel và Liban, các nhà báo vẫn có thể nghe thấy tiếng súng nổ từ xa khi quân đội Israel giao tranh với nhóm Hezbollah ở bên trong Liban. Ngoài tiếng nổ của đạn pháo, còn có tiếng vo ve của máy bay không người lái trên cao. Hezbollah với hàng chục nghìn chiến binh và tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel, là lực lượng phi nhà nước hùng mạnh nhất thế giới. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này bắt đầu nã đạn vào miền Bắc Israel một ngày sau khi Hamas mở cuộc đột kích bất ngờ vào phía Nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Kể từ thời điểm đó, khoảng 60.000 người Israel đã rời bỏ làng mạc, thành phố và các cộng đồng sát biên giới. Hiện nay, Israel coi việc đưa tất cả người dân phải di rời, được trở về nhà là mục tiêu chính của chiến dịch mở rộng chống Hezbollah, vốn bắt đầu vào tháng trước và đã mở rộng thành một cuộc tấn công trên bộ vài ngày trước. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày 6 tháng 10 cho biết, một cuộc không kích của Israel nhằm vào các xe tải chở hàng cứu trợ cho người dân Liban tại Syria đã làm 3 nhân viên cứu trợ bị thương. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào 3 xe tải chở thực phẩm và vật tư y tế bên trong một nhà máy ô tô của Iran ở phía nam tỉnh Homs của Syria. Cuộc tấn công khiến 3 nhân viên cứu trợ bị thương và các xe tải bị phá hủy. Gần đây, Israel tăng cường các cuộc không kích tại khu vực biên giới Syria và Liban. Một trong những cuộc không kích vào cuối tuần trước đã cắt đứt tuyến đường chính nối liền hai nước. Phía Israel cho rằng vũ khí được chuyển cho Hezbollah thông qua tuyến biên giới Syria-Liban. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở quốc gia này nổ ra vào năm 2011, chủ yếu nhằm vào các vị trí của quân đội Syria và các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả các chiến binh của Hezbollah. Chính quyền Israel hiếm khi bình luận về các cuộc không kích vào Syria, nhưng đã nhiều lần tuyên bố rằng
họ sẽ không để Iran mở rộng sự hiện diện tại quốc gia này. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!